Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta có thể là reset phần mềm, khôi phục cài đặt gốc cho chiếc Galaxy Tab S7 FE này nhé mọi người nhé. Đó thì hiện tại là cái máy của mình đấy, trẻ con nó dùng nhiều, các bạn có thể nhìn thấy là rất chi là nhiều game. Thực ra nó rất chi là mượt nhưng mà mình cũng không muốn để những cái game này ở trên cái Galaxy Tab này của mình nhé mọi người nhé. Rồi thì cái việc đầu tiên thì các bạn phải vào cái phần cài đặt cho mình. Đó, các bạn sẽ tìm cho mình đến cái phần tài khoản và sao lưu. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn khôi phục cài đặt gốc ấy, thì các bạn phải xóa hết những cái tài khoản này đi cho mình, để tránh trường hợp là khi mà cái máy khôi phục xong, cái máy này nó sẽ bắt chúng ta là xác nhận cái tài khoản. Mà ví dụ như các bạn mà không nhớ cái tài khoản của các bạn thì là chúng ta sẽ rất chi là rắc rối nhé mọi người nhé. Rồi, mình sẽ vào cái phần sao tài khoản và sao lưu này. Mình sẽ vào cái phần quản lý tài khoản nhé. Đó, ở đây của mình là có cái tài khoản Google và cái tài khoản Facebook. Tóm lại là chúng ta cứ nên là xóa tất cả các tài khoản ở trong cái phần là sao lưu này đi nhá. Đây mình sẽ kích vào này, mình xóa. Xóa này. Đây nữa. Các bạn xóa hết tất cả các tài khoản đi cho mình nhá. Ok. Riêng cái tài khoản Google thì các bạn cần phải vẽ cái xác nhận mẫu hình, có nghĩa là cái mở khóa cho Galaxy Tab này. Rồi, mình ấn tiếp tục này. Rồi, tiếp theo này. Xóa này. Rồi ok. Sau khi xóa xong thì chúng ta sẽ kéo ở bên này, chúng ta sẽ chọn vào cái phần là quản lý chung cho mọi người nhé. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là đặt lại. Đặt lại này. Rồi, và chúng ta sẽ ấn vào cái phần là khôi phục cài đặt gốc nhé. Khôi phục cài đặt gốc này. Rồi, mình sẽ ấn vào là đặt lại này. Đó, chúng ta sẽ vẽ mẫu hình nhé. Rồi mình sẽ kích vào cái phần là xóa hết nhá, có nghĩa là xóa trắng cái Galaxy Tab của mình đi. Rồi ok, máy đã khởi động lại. Rồi ok, thì hiện tại là máy của mình đã khôi phục và đã khởi động lại rồi. Đây thì tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái phần là ngôn ngữ nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống đến cái ngôn ngữ của chúng ta dùng. Đây, ví dụ như mình là ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi, mình sẽ ấn vào OK này. Rồi, mình sẽ chọn vào bắt đầu nhé. Đây, ở đây thì chúng ta bắt buộc phải chọn vào cái phần là đồng ý với cả tất cả các tùy chọn trên. Rồi, mình sẽ ấn vào đồng ý này. Rồi, mình ấn đồng ý này. Rồi ở đây các bạn sẽ bắt với cả cái mạng wifi của nhà các bạn nhé. Rồi mình sẽ ấn vào tiếp theo nhé. Mình sẽ ấn vào tiếp theo này. Rồi chúng ta đang kiểm tra cái cập nhật, chắc chỉ mất tầm độ vài phút thôi mọi người ạ, cũng có thể là nhanh, nó còn tùy thuộc vào cái cấu hình máy của các bạn, nó nhanh hay là chậm nữa. Thường thường là những cái máy mà cấu hình vẫn còn cao ấy thì cái bước này nó rất chi là nhanh. Ví dụ như là những cái máy mà nó đời sâu một chút rồi, như lâu lâu mình quay cho các bạn một cái video ấy thì đợi nó rất chi là lâu, nó quay cái này mất đọc cái thiết lập điện thoại với cả máy tính này mà nó mất tầm độ 3-4-5 phút mọi người ạ, có những máy giờ 7-8 phút luôn thì nó mới lên được máy. Đây nó có nghĩa là thiết lập những cái ứng dụng sẵn của máy. Rồi ok, sau khi máy đã hiện lên cái phần sao chép ứng dụng và dữ liệu thì chúng ta có thể là sao chép ở cái tài khoản Google của chúng ta nhé mọi người nhé. Hoặc là các bạn không cần sao chép, các bạn muốn như một cái máy mới thì chúng ta sẽ ấn vào phần là không sao chép nhé. Rồi, ở cái phần đăng nhập cái tài khoản Google các bạn cũng có thể là bỏ qua, chúng ta sẽ đăng nhập sau. Bỏ qua này, bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới cùng và chúng ta sẽ chấp nhận nhé. Chấp nhận điều khoản và dịch vụ, rồi ok. Ở đây thì chúng ta có thể là
cài đặt nhận diện khuôn mặt này, mẫu hình này, pin và mật mã đó, và chúng ta cũng có thể là cài đặt sau luôn. Bỏ qua này, rồi vẫn bỏ qua. Đây, đây là tất cả những ứng dụng có sẵn rồi, mình sẽ ấn vào OK nhé. Đây, mình sẽ ấn vào tiếp theo những cái ứng dụng được đề xuất này, tiếp theo này. Mình sẽ ấn vào phần bỏ qua nhé, cái tài khoản Samsung Ecao mình cũng không cần. Bỏ qua này, OK này. Rồi, mình sẽ ấn vào hoàn tất là đã thiết lập xong cái Galaxy Tab S7 này nhé mọi người. OK, vậy là mình đã hướng dẫn mọi người là cách reset phần mềm và khôi phục cài đặt gốc cho con Galaxy Tab S7 FE này nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình một like và đăng ký và chia sẻ video giúp mình. Và bây mình xin khép lại cái video chia sẻ tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.